Hôm nay mình có kẹo mới rất là ngon nhé. Bạn có muốn ăn thử không mình nhé? Mình sẽ hướng dẫn bạn. Mình sẽ hướng dẫn đầu tiên mở cái nắp này ra. Mình đếm một lời mình đếm thôi mình cắn. Mình tìm cái ở dưới thì tụi mình cái nào phải trung tiến đâu nha. Và tụi mình kẹo túi á. Rồi tụi mình vặn cái nắp ở dưới ra. Mình lấy muỗng ra tụi mình ăn nè. Rồi tụi mình lắc đều vô. Rồi tụi mình nhai nè. Ở trong sẽ có kẹo dẻo. Này dai nha các bạn. Đó là xong các bạn nhớ đánh lên cho chuyển vào nhé. Không bị chúng ăn gương. Tụi mình nè.